Xin chào các bạn nha. Hôm nay bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ một trái dưới thật đẹp mắt. Sau khi hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ được những miếng dứa như thế này nhá. Và có thể có thể sử dụng luôn. Không cần tốn thời gian phải gọt vỏ và cắt mắt. Các bạn có thể áp dụng cách này trong cuộc sống, cho cuộc sống chúng ta có thể nhanh gọn lẹ hơn. Các bạn nếu thấy video này hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình, và để chúng mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa.
Xin cảm ơn các bạn.